Trong cái cuộc đời á, người xưa cũng nói câu á, tai nạn mà vượt qua thì phúc báo đến à. Nên tại vì sao tai nạn mà vượt qua là mình khi mình gặp nạn mình vui trả nợ, thì nợ đã trả xong thì phúc phước nó đến chứ sao. Nên con người chúng ta tu hành cũng vậy, mỗi lần một sự trở ngại mà chúng ta vượt qua là bản thân chúng ta là thành tựu rất là lớn. Những đức đi tu mười mấy năm nay, những đức cũng gặp bao nhiêu sự trở ngại, mà mỗi lần một lần trở ngại mà vượt qua là cái sự an lạc, cái sự vui nó đặc biệt lắm. Nhưng mà quý vị nhớ nghe, tu mà 7-8 năm đầu tiên nó vẫn còn cái trạng thái là vui buồn, vui buồn, vui buồn, vui buồn, làm hoài vậy đó. Lúc vui, lúc buồn, lúc vui, lúc buồn, lúc vui, lúc buồn. Có những lúc nó vui tung tăng, lúc nó buồn, nó buồn lăng tăng. Có khi có những lúc nó buồn tăng tăng. Ừ. Nó, kinh chưa? Nó vui, buồn, vui, buồn, vui, buồn, vui, buồn. Nó, cứ làm vậy đó. Rồi đến một ngày nghe quý vị tu khoảng có 15-20 năm đi, quý vị sẽ thấy. Thì lúc đó vui và buồn hoàn toàn quân bình. Quân bình luôn. Nó không còn trạng thái nặng nề gì, buồn vui gì nữa chứ nha. Vui cũng được mà buồn cũng được, không sao chứ nha. Vì lúc đó cái tâm mình nó an lạc, nó không có còn cái chuyện cảnh bên ngoài nhiều nữa. Nhưng mà 7-8 năm đầu nó vẫn vui buồn, vui buồn, vui buồn làm hoài vậy đó. Có những lúc vui dữ lắm, thích tu dữ lắm, nhưng có lúc buồn dữ lắm, không muốn tu luôn. Mà có những lúc nó buồn đến mức mà bản thân mình mà lên tu mà giống như nó bị tra tấn vậy đó, mà phải lên tu, nó ngao ngán đến mức vậy đó. Nhưng mà quý vị mà cứ kiên trì đi, từ từ quý vị sẽ thấy được cái sự an lạc của nó. Mà thấy con đường này nó ý nghĩa dữ lắm. Nhưng mà muốn tu hành mà được an lạc, được ý nghĩa, nó phải quy nhất cái tâm. Quy nhất cái tâm đó quý vị. Chứ nó đừng có phân hai ra cái tâm, gọi là mình lo gầu bận tâm nặng nề. Như chùa mình quý vị sống đây là khỏi cần bận tâm lo âu. Khỏi cần bận tâm lo âu chứ. Tại vì sao? Vì có những đức lo hết trơn rồi. Có người lo hết trơn mà mình còn lo làm chi nữa cho nó mệt không? Nè. Nên mình đã sống với nhau như một người trong gia đình vậy đó. Thì bản thân mình có cái gì buồn là mình gặp nhau mình cởi mở liền. Mình buồn cái gì là mình cởi cái liền. Đúng không? Cái thời tiết nóng nực này bởi vì không cởi ra nó đổ mồ hôi chết mồ luôn. Nó đã nóng rồi mà mình để cái chuyện buồn ở trong tâm mình không cởi ra là nó nóng dữ lắm quý vị ơi. Sức mồ hôi chết mồ luôn á. Đúng không? Giống như mấy cái việc làm như rồi bạch đồ này kia nè, công việc suy nghĩ nhiều nè, rồi ban bệ rồi nhóm liên diệu đồ, mấy cô có ban bệ á mà làm việc này. Nó có chuyện chuyện gì trong tâm mình là mình cởi liền, cởi ra càng sớm càng tốt, cởi trễ nóng lắm, hiểu chưa? Cái tâm mà nó nặng nề mà để trong tâm mình là nó nặng nề, nó nóng dữ lắm quý vị, nó thành nó tiêu cực đó. Đó nên mình tu hành nó phải phát cái tâm, phải gây dựng cái tâm tu đạo. Mình đi con đường này nó quá ý nghĩa rồi, những đức nói thiệt đấy. Những đức nói bây giờ con đường này người ta có bỏ hết, những đức cũng không bỏ nữa. Tại vì nó quá ý nghĩa rồi. Dù bao nhiêu người ta bỏ cuộc, những đức cũng không bỏ nữa. Dạy gì bỏ. Chứ những đức đi con đường này ngoài đời á, ngày xưa những đức ngoài đời quý vị, vì nhớ nghe, mười mấy năm trên thành phố những đức đi con đường, những đức nó nhìn lại không có ý nghĩa gì chứ. Tay làm hàm nhai, tay ngưng hàm nhịn. Mà coi lại không bằng ai quý vị ơi. Bước vào xã hội mình không bằng ai chứ á. Mà bây giờ với xã hội bây giờ bị ngoài đời, bị nhận thức đi, cái vị mà không bằng người ta gì chứ bị sống sao? Giỏi lắm làm cu ly thôi, đi làm thì bị chửi rủa, ta nói nặng nói nhẹ, nói tầm bậy tầm bạ, nó còn không có tiền bạc xài. Người ta thì có tiền ta mua bộ đồ, mình không có tiền mua đồ nữa, làm mà tới tháng lãnh lương không đủ tiền mà gọi là trang trải nữa. Nếu mà ghép vô cái chuyện vợ chồng cái nữa, cuộc sống thì sao? Những đức đã trải qua mười mấy năm trên thành phố, cũng là nơi hồn hoa đô thị, biết rồi. Nên những đức bây giờ nói mà những đức đi đâu, những đức đâu có cảm giác. Vì sao? Vì những đức hiểu quá rồi. Cái cuộc sống á, muôn màu muôn vẻ, nó gạt mình ta. Nó gạt cái gì? Quý vị tưởng nó đẹp lắm hả? Không phải đâu. Quý vị ở trong chỗ nó đi rồi quý vị sẽ thấy, quý vị không có gì chăng á. Quý vị ở trước một cái khu du lịch thiệt đẹp đi chăng, nhưng quý vị là người nghèo thì quý vị vẫn có cảm giác gì khu du lịch đó chứ. Nhưng mà lâu lâu người ta đến cái khu du lịch, người ta thấy đẹp lắm. Vì quý vị được nghỉ ngơi ngày hay ngày, quý vị dồn hết cái tài sản quý vị đi chơi một bữa, nên từ đó quý vị thấy nơi đó nó đẹp. Chứ bây giờ cái người mà nhà kế khu du lịch đó, người ta có qua khu du lịch tới chơi gì đâu. Vì sao? Vì người ta đâu có cảm giác gì đâu quý vị.
đang nghèo không có tiền dùng cái chức nhà. Nhà mình là một cái khách sạn, nhà hàng lớn gì, một khu vui chơi đẹp gì đi chăng nữa thì trước mắt mình cũng không có đẹp gì chứ. Tại vì nó quá bình thường. Chỉ có cái tâm bình an, cái tâm niệm Phật, cái tâm giải thoát thì tức khắc dù đơn giản bình dị nhưng nó vẫn có được niềm vui an lạc trong cuộc đời. Thật sự luôn á. Cái nguyên lý này nhà Đức hiểu rồi quý vị. Khi hiểu cái nguyên lý này rồi đó nghe, thì xin thưa với quý vị, chúng ta mỗi người sẽ tự nhiên sẽ tiếp nhận Phật Pháp mà. Học Phật là sự hưởng thụ lớn nhất của đời người mà. Vì mình chưa học đến cái mức mình cảm giác được điều đó đó. Những đức là cảm giác được một chút học Phật là sự hưởng thụ lớn nhất của đời người. Những đức phải công nhận Phật Pháp cho mình niềm vui an lạc thiệt. Nên quanh năm quý vị thấy những đức có cảm giác đi đâu không đâu. Không bao giờ có cảm giác đi đâu chứ. Không muốn đi tìm kiếm ở đâu chứ, hiểu rồi. Cái bình an nhất là trong chùa mình á. Dù nằm được trong phòng cũng thấy bình an nữa. Thật sự mình nói mình đi làm cho người ta, mình nằm nghỉ một chút mình cũng lo. Vì lo ông chủ đến ông nhìn mình cái. Còn mình sống với anh chị em không đơn giản như vị nghĩ đâu. Mình còn nhỏ nhỏ mình sống với anh chị em mình thấy nó bình thường. Nhưng mà khi mình lớn lên rồi, người ta chỉ cần nhìn mình cái nói vài câu thôi là bản thân mình cảm thấy khó chịu đau lòng lắm. Nên những đức nói là trong ngôi Tam Bảo mình rất là đặc biệt, là con người rất đông, chị em làm việc nó trang trải với nhau, công việc gì gì. Khi mấy cô mệt chút là mấy cô được đi nghỉ ngơi, nó không đến nỗi là mấy cô bị nặng nề này kia, không bị áp lực. Còn công việc bây giờ vô tay những đức sắp càng ngày nó càng gọn, trong nhà bếp được làm việc hoàn toàn gọn dữ lắm. Nên từ nơi đó mình phải trân quý cái nhân viên này. Mình tu thì sao cái tâm mình nó cởi mở những điều mà không vừa lòng không vừa ý ra. Trong cái cuộc đời này nó cũng như bàn tay có ngón dài ngón ngắn vậy đó. Không có bao giờ mà nó mình đòi công bằng được đâu. Chỉ có nhân quả công bằng thôi. Còn ở cái cõi đời này thì nó có lúc này lúc khác. Tại sao sao mà đòi hỏi công bằng được? Chỉ có thế giới cực lạc, cái bộ nguyện Di Đà tiếp dẫn chúng sanh, thì ở thế giới cực lạc thì nó mới thật sự công bằng. Thật sự công bằng. Thấy không? Đó. Nên không mà làm cái này thấy cũng hay quý vị. Thấy không? Nhìn nó cũng hoành tráng quá trời. Quá xịn sò luôn mà. Cho chào pháo tay quý vị ơi. Thật sự quý vị biết rằng chùa mình mà ai cũng sáng sủa hết trơn quý vị, là nhờ người ta vui, người ta an tâm á. Giống như những ngô mà ông sắp chúng giết cũng có duyên quý vị. Sắp chúng có duyên phải không? Tiếng nói những ngô dễ thương. Bữa đó gặp cái cô đó cũng cỡ 62 tuổi. Cô đến những đức, cô gặp, cô hỏi, nói dạ thưa thầy, thầy những ngô đi tu là gia đình đồ sao? Nói chạy. Rồi vợ ông còn không? Nó chở bà còn ở nhà cô ơi, hỏi chi cô? Nói thấy thầy Nhân Ngôn có duyên quá. Từng chủ nhật nào cũng đến cộng tu nghe thầy giảng. Mà từng nào mà không thấy thầy Nhân Ngôn lên sắp chúng đó, từng đó trong lòng của con nó thôi thúc làm sao. Rồi nó bồn chồn cái gì mà kỳ cục dữ lắm. Nó thôi cô ơi, thầy Nhân Ngôn năm 64 tuổi rồi, lớn tuổi rồi, cô để cho ông tu đi chứ có thôi thúc cái gì. Thấy không? Mà cái bà đó thì bà nhìn bà cũng đẹp, mà có cái là bà súng hai cái răng thôi. Thấy hai răng cửa chùi lũi à. Mà bà khen thầy Nhân Ngôn, bà khen nó là thầy Nhân Ngôn sắp chúng có duyên quá. Mà bây giờ mình mới thấy Nhân Ngôn càng ngày càng sắp chúng có duyên nha quý vị. Là mắc cười. Thấy không? Nên á, khi mình làm cho người ta vui, duyên phước mình cũng theo đó mà tăng quý vị. Còn mình làm cho người ta buồn là mình cũng tổn duyên tổn phước đó nghe. Chứ không phải chuyện giỡn đâu. À, nên á, mỗi người mình á, mình mà vui là người ta nhìn mình, người ta thấy người ta vui. Còn mình mà buồn làm cho người ta phải buồn đó. Nên mình đừng có buồn. Thật sự mà nói trong cuộc đời này, ai mà được ai, ai mà bỏ rơi ai quý vị. Trong cuộc đời ai mà bỏ rơi ai gì. Cái đặc biệt nhất là mình đừng có bỏ mình nè. Chứ cái duyên đến thì gặp, mà duyên hết thì xa. Mà bây giờ quý vị coi, mình đừng có bỏ mình. Mình đi con đường này mình phải nhận thức con đường này.
mình đi, mình đi con đường này một ngày rồi quý vị, nào quý vị sẽ thấy nó lợi ích nó lớn dữ lắm. Cái lợi ích lớn là ngay chỗ nào? Là ngay cái chỗ khi gia đình mình cần nhờ mình là mình giúp được. Gia đình mình cần nhờ mình là mình giúp được liền. Như cô Trơn, bây giờ ba cô Trơn, ổng muốn lên chùa ở. Thấy chưa? Nếu mà cô mà đi có chồng, cái chuyện mà ổng muốn đi đến nhà cô ở nó khó lắm á cô. Không phải chuyện giỡn đâu, cô phải bàn với chồng cô dữ lắm. Mà gặp mình chồng nó nói, bây giờ em nghĩ đi, nhà của mình gì rước ba về ở đâu? Rồi bây giờ tôi với bà đi làm hết trơn, rồi con gửi nhà trẻ, rồi ba ông ở nhà mình rồi sao? Thôi, bà coi từ chối khéo khéo đi. Thấy không? Khó khăn rồi thấy không? Nên mình ở trong chùa này là cơ hội nè. Mấy điểm chùa mình mà mấy cô ở là mấy cô có cơ hội giúp cha mẹ mấy cô đó. Mà mình đương thời là mình sống vui. Mà khi cha mẹ già mình có thể giúp cha mẹ được. Cái này là rất quan trọng luôn. Bây giờ điển hình như bây giờ ở đây mà mấy đứa nhỏ nhỏ như Liên Bình nè, con gì con Diệu Tính đâu, nó ở đây vậy mà dòng họ gia đình người thân mới gần chùa có giỡn đâu. Nó không có mấy nhỏ này chưa chắc đâu á, nó lạ dữ lắm nghe quý vị coi. Hồi đó hồi đó quý vị, mà cái cô có cái cô gì ở mớ mà xưa chăm bệnh nè ta, cô Hảo á, thấy chưa? Cái thờ mà cô Hảo cô ở đây á, cha mẹ nè, người thân nè, chòm sớm đến chùa đông ghê vậy. Sau này tự nhiên đi kiếm cái cốc cái thắt gì ở đó đi á, đi xuống ngôi chùa kia, mà ngôi chùa đó sau này có vấn đề đó, chùa đó đó là mấy cổ xuống ngôi chùa đó đó. Rồi sau này cổ đó nghe nói lên cốc thắt gì của ở đó, rồi là gia đình người thân chòm sớm đã mất tiêu hết trơn. Mấy cái người đó như đứa không thấy luôn. Thấy không quý vị, thấy chưa? Cái duyên của mình ở trong chùa, người thân mình cỡ nào sớm muộn cũng đến. Bây giờ như đứa mà không ở đây làm gì cái chuyện người thân như đứa đi đến đây tu. Lạ vậy đó quý vị. Biết rằng là mình nói rằng á, tu là tu cho mình, bây giờ không có họ mình cũng tu, chưa chắc đó nghe quý vị. Có người thân người ta ở đó nên cơ hội người ta đi đến thăm người thân, rồi từ từ người ta tu luôn. Bây giờ những đứa nói thí dụ, chú Nghĩa ông không ở đây, làm sao ba mẹ ông đi đến đây? Chú Nghĩa ông ở bên chùa này nên nè, ba mẹ mới đi đến đây đó. Chứ nếu như mà chú Trung chú Nghĩa không ở đây, sao ba mẹ đi đến đây? Rồi đi đến chùa từ từ, nó bổ túc từ từ, nó mới nặng duyên, nặng tình đối với chùa chiền, rồi nó mới ở chùa được. Thấy không? Nên mình tu hành mà người thân mình chưa đến gì hết trơn là duyên chưa đến đó. Cứ yên mà lo tu đi. Nên như Đức Thù nói mấy cô, đừng có bao giờ mà mình mà nói là muốn cầm điện thoại lên điện hỏi thăm gia đình. Mình mà hỏi thăm một lần thôi là họ sẽ đoạn thời gian đi đến chùa. Cứ kiên nhẫn đi, như chơi trò chơi kéo co vậy đó. Cứ yên đi, rồi quý vị sẽ coi họ đi tìm quý vị. Đó, phải tin 100% như vậy đó thì nó mới an định tâm nó tu. Còn nếu không ở đây nó cứ lo cái chuyện người nhà sao muốn điện thoại, mà điện thoại một phát là không bao giờ đến. Vì nói hết trơn là đến làm chi? Đó. Nên cái này là cái rất là quan trọng mà chúng ta phải an định tâm ở một nơi. Ở trong chùa phải gây dựng cái tâm như vậy đó. Cái tâm tu tập như vậy đó thì tu nó mới có kết quả. Những đức thôi nói á, mình tu hành mà mình được tỉnh gì là mình cũng mừng lắm. Nó những đức thấy trong chùa thì có những người tâm trạng tu mà không ổn kìa. Tự nhiên tu một thời gian cái nó tưng tưng, nó không ổn cái tâm. Quý vị nhớ nghe, năng lượng mình nó đã giảm rồi là giống như đèn này, thiếu điện thì nó chớp. Mà hết điện thì nó tắt luôn. Nó chứ không phải chuyện giỡn chơi đâu. Giống như bây giờ bà chuyển mà bà lớn tuổi nhưng mà lúc nào bà cũng vui. Cái năng lượng bà đầy. Những đức nói bả mà bả còn vui hơn nhỏ con gái bả bây giờ. Những đức thấy nhỏ con gái bây giờ nó không có vui nhiều, thấy không? Nó biết tích tụ năng lượng á cô chuyện. Nên mỗi một người ở đây nè, tại sao mà đụng đến là mấy bà cười đâu phải dễ chàng. Đụng cái là cười, không phải giỡn đâu. Nó mình nó phải có một cái nguồn năng lượng gì kìa,
đụng cái nó mới cười. Chứ có những người nghe mình có cười với họ cũng không cười nữa. Niệm Đức nói cái ngày chủ nhật thì người ta cười râm râm luôn. Vậy mà có nhiều người ngồi dưới làm gì nè. Không biết chuyện gì cười luôn á. Tại vì sao? Mỗi ngày mình không có nuôi cái tâm vui vẻ, nên khi gặp cái chuyện vui vẻ nó không có cười được quý vị ơi. Chưa. Nên từ nơi đó mà mình phải thường nuôi cái tâm vui vẻ an lạc. Đâu? Đó. Nên đó mà có khi mà Nhật Đức chia sẻ bọc pháp với đại chúng này, có nhiều bữa Nhật Đức cũng muốn giảng tư tưởng lắm quý vị. Nhưng mà giảng tư tưởng nó không đơn giản quý vị ơi. Cái tuổi trẻ trẻ này đừng có nói tư tưởng nhiều quá. Lâu lâu có đủ cơ hội chen vô một chút thôi. Còn nếu mà tuần nào lên đây mà có một buổi này mà cũng đưa tư tưởng không, nó làm cho mình giống như có một cái gì bị nặng căng quý vị à. Đó, nên từ nơi đó mà mình cứ giảng vui hoài thì nó cũng không được. Lâu lâu mình phải có tư tưởng chen vô để cho con người tu mình nó gầy dựng cái tâm cho nó chắc. Những đức là nhờ gầy dựng tư tưởng đó. Nên trong cái cảnh duyên nào những đức cũng gầy dựng được cái tâm, những đức tu hết chân á. Là nhờ tư tưởng á, những đức mới gầy dựng được. Còn mình mà tư tưởng nó yếu là nó rớt đó, thì nó chuyện dẫn chơi. Nó, nên mình vui cái nào vui nghe. Nhưng mà giống như mây bay bồng bềnh vậy đó. Nhưng mà muốn tồn tại được niềm vui là gầy dựng cái gốc phải cho thật là chắc. Mà cái gốc ở đâu chắc? Tam bảo. Nhớ nghe. Tam bảo là ruộng phước huy nhiêu nhất. Thấy không? Tam bảo là phúc báo lớn nhất. Nên chính bản thân Nhật Đức thấy rõ ràng, chính bản thân Nhật Đức này ở trong tam bảo nè. Nhờ ở trong ngôi nhà tam bảo mà phước duyên Nhật Đức sinh lớn. Bây hổm cách đây mấy ngày, nguyên phái đoàn ở dưới quê, mà toàn là những người cũng có chức phận dưới quê, người ta lên tới đây. Nhật Đức nói thiệt chứ, bản thân của mình nếu mà không được cái gì, đố mà ai đi tìm mình làm gì? Tìm chi hả quý vị? Việc này mình không có trách người ta, nhưng mà thật sự là như vậy. Bây giờ ông có làm có được cái gì tìm ông làm gì? Cái gì nó cũng cân bằng cái chuyện ngang tài ngang sức, ta mới đến với nhau. Nó rõ ra là gì đó quý vị. Nên tất cả các cô, các chú, các thầy trong chùa mình tu là mình có cơ hội dữ lắm. Cái gì chứ mình rất là mạnh cái chuyện nếu cha mẹ mà đi vô đây ở là mình vớt liền. Cái này mình rất là mạnh luôn. Bản thân mình rất yên tâm vì chuyện này luôn. Mà chỉ có cái là cha mẹ mình chưa đủ duyên thì thôi, chúng ta không có nặng nề. Nên mỗi một con người phải cái tâm mình tu mình phải gầy dựng. Đừng có nói nhìn ai hết trơn á, nhìn mình đi. Như bản thân những đức nếu mà không an lạc, những đức bây giờ giúp ai giờ đây? Những đức mà không vui, những đức giúp ai đây? Mấy cô mà không vui sao mấy cô giúp người khác? Mấy cô phải an lạc mấy cô mới giúp được người khác chứ. Giống như mình á, lụm chụm dưới biển, ai cũng lụm chụm dưới biển thì ai kéo ai lên? Mình phải trên bờ, mình mới kéo người dưới biển lên. Cái tư tưởng này mình phải hiểu đó. Nên mình ở trong đạo mình nghe như vậy. Mình bây giờ là mình có cơ hội mình kéo người ta, mình đừng có nhảy xuống biển. Những đức nói thiệt chứ, hồi xưa gia đình những đức có 10 con đất à, mà nghèo, đừng có nói nữa. Quý vị biết rằng 10 con đất ruộng nghe, một con đất là 1000 mét vuông, mà 10 con đất, đất ở miền Tây á, một con đất người ta lớn lắm, còn đất ở ngoài Bắc á, hình như là một công đất hình như có 500 à hay gì đó, không có được 1000 mét vuông. Đất ở miền Tây là 1000 mét vuông đó, lớn lắm, công lớn lắm. Mà 10 công đất là cũng nhiều chứ không ít đâu quý vị. Mà gì mà nó nghèo. Nghèo được có nói đâu quý vị. Ô là quý vị. Ừ. Nó thiệt quá nghèo luôn. Nghèo sơ nghèo sát. Nhà toàn là rác mà. Nhớ là cái cảnh hồi xưa mà nói mà nhà nghèo mà bây giờ có con trai mà muốn cưới vợ, là trước nhất muốn cưới vợ là phải nuôi cặp heo. Bắt đầu là nói với thằng trai,
ráng chăm hai con heo nghe con. Khi hai con heo mà con được 100 kg cưới vợ cho mày. Mà cái thờ đó là cho vàng ít đó quý vị, là một con heo bằng thịt, một con heo bán mua được 2 chỉ vàng, một chỉ vàng á, một đôi bông 5 phân. Không có cái vụ nhẫn cưới như bây giờ đâu. Ngày xưa người ta cho vàng là ta cho vàng 24. Như bà chị Nhẫn Đức và chị Ba Nhẫn Đức á, là bà có chồng là cho được có 5 phân vàng. 5 phân mà lấy ông cọp với ông hùng chứ. Lấy ông hùng 5 phân vàng. Nó thấy chưa? Nên từ nơi đó quý vị biết rằng á, hồi xưa mà cưới vợ là cho vàng 24 không à. Mà nếu ai cho được 3 chỉ, 3 chỉ rưỡi là cũng được lắm đó quý vị. Cộng dây chuyền 2 chỉ, nghe không? À, chiếc nhẫn vàng 24, được cái đồng hồ đầu bông. Mà đầu bông ngày xưa con vàng 24 như tí ti đeo vô toàn ten vậy đó. Ờ, không phải toàn ten mà hồi xưa đầu bông lá liễu á, dài dài vậy nè, 24 đi toàn ten đó. Nên ngày xưa có chồng, người có chồng mình nhìn dễ biết là đeo vàng 24 mà, hiểu không? Còn bây giờ có chồng hay có không có chồng thì mình nhìn cũng không ra, hiểu không? Ngày xưa là vậy đó. Còn bây giờ mà nói mà bây giờ mấy chú trẻ trẻ này mà không đi tu mà về cưới vợ đi, bèo gì nghèo gì cũng phải cho một cây, một cây vàng. Mà vàng bữa nay á, là hình như là 8 triệu chưa đó. Bây giờ 8 triệu thì một cây là nhiêu? 80 triệu. Trước nhất là cho vàng 80 triệu. Tiền đồng chưa tính. Tiền đồng là tiền gì phải không? Là tiền nấu ăn á. Tiền đó là tiền cái công người ta nuôi con gái đó. Mà bây giờ gả đi nấu ăn mình phải lo cho người ta ăn uống. Là tiền đồng là tiền đó đó nghe. Nó rồi á, mà nghèo nghèo gì là mình còn kẹt biết giữ vợ được không nữa nè. À, bây giờ nghĩ đến cái điều đó mình thấy chưa? Bây giờ mà nó dính vô cái gia đình là nó khổ te tua. Nó bây giờ mấy cô gì là thông dong tự tại nè. Con chim này nó không bị nhốt trong lòng. Nó bây giờ mà không tu nữa rồi nó về nó nhảy vô cái lòng, nó nhốt lại. Mình ở ngoài đời mình không tu đi. Nó cầm thóc, nó để vô cái lòng nó kêu nè, chim 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 chim, chim 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 chim. Thấy không? Cái đầu ban đầu con chim nó cứ đi vòng vòng cái lồng. Cái đầu nó kêu nè, chim 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 chim. À, thóc nè, chim chim chim. Vô lồng đi chim. Thấy không? Cái đầu chim ve tới ve lui ngay cái lồng đây, mở nắp ra đây, chui vô đi chim chim. Rồi chui vô lồng đóng nắp cái bụp lại rồi xong trong lồng. Thấy khổ cho con chim chưa? Giết mà bị nhốt với mà chim khờ luôn. Cuối cùng một ngày đó dở nắp lồng ra, chim chim ơi bay đi đi chim. Xong chim nói không bay đâu. Vì sao? Ôi sao mày ông mở nắp ra cho bay thoải mái mà xong bay, tao khờ rồi không biết bay đâu, khờ với mày, chim bị khờ nó. Nên ở đây á mình nói á, mỗi lần mà chủ nhật nghe quý vị, phóng sanh mà chim xe sẻ đó nó bay kinh khủng. Mà công nhận chim xe sẻ mạnh mà lanh nghe. Mà chim cu thì ngu. Những đứa thấy công nhận chim cu ngu thiệt. Hồi đó là những đứa nói thiệt chứ, những đứa dự định là thả chim cu á để hồi hướng cho mấy ông đàn ông về chùa ông tu. Nhưng mà thả chim cu thấy ghét quá. Biết sao không? Không bay. Thả ra cái quằn trong lòng không. Những đứa kêu nè, chim cu ngu ghê, bay ra đi con, bay ra đi. Này không bay. Kinh khủng không? Nó nên từ nơi đó mà lúc này thả chim sẻ nhiều, không thả chim cu bao nhiêu nữa. Dạ, chim cu ngu quá, không chịu lanh lẹ. Còn mấy con chim sẻ nó lanh ghê nghe. Thả cái là bay vù với quý vị ơi. Nó nên từ nơi đó mà mình thấy chùa mình đúng là người nữ nhiều nên chim sẻ nó cũng khôn. À, nên
Những Đức nói rằng là mình được có duyên mình gặp Phật pháp, cố gắng. Tất cả những người ngoài đời cũng gì phải siêng năng niệm Phật, thấy không? Nếu mà không gặp Phật pháp, cái khổ trong cuộc đời này chúng ta không biết thoát đi gì đâu đâu. Những Đức nói thiệt quý vị biết nghe, nếu chúng ta không gặp Phật pháp, nghe quý vị, cái khổ của chúng ta là thật sự để sống cho hết cuộc đời. Ở trong cái khổ để sống cho hết cuộc đời khổ, rồi chết thì thôi. Đa phần người ta đều nghĩ chết là thôi, không có thôi đâu. Chết nó còn sự tái sinh, nên chết không phải là xong đâu quý vị. Nên mỗi một người nhận thức được chỗ này, mình thấy mình gặp Phật pháp nó là quý nhất. Thật sự quý nhất. Nếu như Phật pháp nó không đặc biệt, tại sao Thái tử Tất Đạt Đa đi tu? Đặt câu hỏi đi. Nhiều người trí thức tại sao người ta tu? Bây giờ quý vị coi, nếu Phật pháp không đặc biệt thì tại sao ông Tôn Hoa Sáng đi tu? Đó. Ổng là một vị giàu sang vô cùng, địa vị công ty ở khắp nước Việt Nam này biết bao nhiêu. Vậy mà tại sao ông đi tu? Mình nhìn những con người vậy đi, rồi mình chọn Phật pháp, mình thấy mình có thiệt thòi không? Sao thiệt thòi? Người ta vậy người ta còn đi tu, mình có gì đâu mình không đi tu. Quý vị, còn ai mà cư sĩ đã có vợ có chồng rồi thì mình cố gắng mình áp dụng Phật pháp trong cái gia đình của mình, chứ không phải nghe gì tự nhiên bỏ vợ bỏ chồng đi tu. Không phải. Từ khi là chồng vợ nó bỏ mình thì bản thân mình bây giờ mình thấy không bị vướng bận gì thì mình đi tu. Nhưng mà còn dính chuyện vợ chồng là phải áp dụng Phật pháp trong chuyện vợ chồng cho hạnh phúc. Bữa nay các cô quấn khăn thập cẩm, tại vì người ta tặng nhiều loại nên để coi chọn cái màu nào để đặt khăn tặng cho quý Phật tử thì đưa nhiều màu, nên những Đức cũng tặng cho mấy cô. Này đâu 100 cái đưa cho mấy cô. Nên là tặng cho các cô, nên cho các cô tròn, nên nó là khăn thập cẩm. Nhưng mà thấy cũng đẹp quý vị. Vừa cái chánh điện của mình đèn nó rực rỡ rồi, thêm cái màu đồ này nó rực rỡ nghe. Vợ người ta nói người đẹp nhờ lụa. Thí dụ như vì bạn mua bộ đồ sáng gì với bạn mua bộ đồ màu tối hù đi, vì sẽ thấy khác hoàn toàn. Bằng đồ sáng thấy nó mặt nó sáng lên rõ ràng, đúng không? Mà người nó cái từ trường nó cũng tốt nữa. Còn mình bạn bộ đồ mà tối hù đen thui thù lùi thế nghe. Mặt nó tối thêm, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Nên cái người tu hành của mình phải thường giống như nó phải năng lượng á. Nó thường vui, cái năng lượng nó phải hừng hực á. Nhưng Đức nói với vị á, tu hành mà quý vị chỉ cần mà bị mất năng lượng thôi là cái tâm tu đi xuống liền. Mất năng lượng là tâm tu đi xuống. Vì khi mình mất năng lượng rồi, mình không có còn cái cảm giác niệm Phật hay cái tu hành nữa. Mà cái người khi mất năng lượng đó, nó bị tâm tiêu cực. Tâm tiêu cực. Khi con người mà nó tích tụ nguồn năng lượng càng dày thì càng sanh trí tuệ. Mà sự an định tâm của nó trong con tam bảo nó chắc chắn. Nó tự nhiên nó phát lên lời nguyện, dù trở ngại gì mình cũng không bỏ đạo. Vì bỏ đạo là mất tất cả. Phật nói thân người khó được, Phật pháp khó gặp mà. Mình có được hoàn cảnh bình yên gì để tu hành đấy là quá quý. Quý quá, nói thiệt. Nhiều người mà người ta muốn, bây giờ ta muốn đi tu mà đi không được. Dính chồng, dính con, dính vợ, dính con, đi không được. Đã dính vào sợi dây gàng buộc đó, sợ không ra. Còn mình bây giờ đi được là mình thấy bình yên lắm rồi. Mà có những người đã đi được rồi, chúng ta lại muốn quay ra. Đó là tại cái tâm mình nó sai khiến mình. Nên cái tâm mình nó như con khỉ, nó nhảy lang thang, nhảy lưng tưng. Nên hôm qua chồng cô Trân lên
kêu về để ký giấy ly hôn để chuẩn bị có vợ. Nó sắp xếp cho cổ để mai cô về để một ngày buổi gì đó, rồi bắt đầu ký một cái cho nó sống. Phải quyết tâm lắm chứ không thôi gì nó ký một cái mình cũng dính luôn. Thấy không? Nên thời gian mà cũng lâu á, mình về ở đây mình không ký được đó, nó ký ngược là mình cái chết mồ luôn. Nó nên phải gầy dựng cái tâm thiệt là mạnh, thiệt là kiên cố đó. Tại còn trẻ mà quý vị, nên tu hành nó phải cần có cái người mà bảo hộ, nó giúp đỡ mình. Giờ tuổi trẻ trong chùa mình mà nó mà không gặp những đức, nó rớt quý vị coi như hơi sung rụng, rất lợp đợp luôn quý vị ơi. Nhờ những đức dùng đa dạng phương tiện cho vui này kia, rồi nói chuyện cừ được, vậy mà lâu lâu còn rớt một tên, đừng nói chuyện dẫn chớ, thấy không? Nó mà chùa mình thì đa phần là duy trì và càng đông thêm, mà lâu lâu cũng rớt người, nhất là những người ở thời gian lâu. Mình thường mình ở thời gian lâu mình ưa bị cái bệnh này nè. Mình ở trong chùa thời gian mình ở lâu quý vị, mình ưa bị cái bệnh này nè. Cái người trên đó người ta thấy mình đã ở lâu rồi, người ta thấy mình yên rồi, nên người ta bắt đầu là đông quá, càng ngày càng đông thì người ta lo cho người mới vô, để bổ túc cho cái người mới vô. Có nghĩa là giống như cái cây nó đã cứng trước giông gió rồi thì người ta đi chăm cái cây con, mà khi đi chăm cây con thì cái cây bự kia nó lại thấy rằng mình bị bỏ rơi, rồi tự nhiên mình buồn, cái sanh cái tâm tiêu cực. Rồi người trên nghĩ rằng chắc cái bà này bà tu thời gian lâu cũng thâm niên rồi, thôi kệ bà đi. Nhưng mà lâu ngày bà thành nội tâm, bà thành buồn nội tâm quý vị, rồi bà buồn bà chán giống như bị bỏ rơi, rồi trong tâm của bà lại mang tâm rằng là giống như sống thiếu tình cảm, có mới bỏ cũ, ví dụ đi cái tâm đó đó quý vị. Mà cả Phật tử vô bị bệnh này luôn nữa. Ngày xưa mình mới vô chùa mình được quan tâm, mình được chăm sóc lo lắng, rồi hỏi han là tại vì mình mới quá. Rồi sau này mình trở thành Phật tử thuần thành rồi thì tự nhiên có những Phật tử ta mới đến chùa thì ông thầy ông quan tâm chăm sóc là hỏi han động viên, thì tự nhiên mình lại ít được gần gũi như một lần, thì tự nhiên lại sanh tâm là giống như mình ganh tị, mình cảm thấy mình bị bỏ rơi, rồi cuối cùng là mang tâm phỉ báng. Cái này là cái bệnh này nguy hiểm lắm á, hết sức là cẩn thận đó. Nên cái người trên cũng phải nhận thức chỗ này sâu sắc luôn, tại vì căn tính ai cũng phàm phu hết chứ quý vị. Nó có nghĩa là lâu mau gì, ai mà không muốn cần được quan tâm. Nó thí dụ như bây giờ nhiều bà đi đến đây tu thời gian cũng lâu quá trời luôn, cả chục năm nay, mà bây giờ mà kêu bà ra tu quý sao bà ngồi là bà buồn cái chuyện bà nghĩ đến chùa, không có chuyện dẫn chơi đâu quý vị. Bà quen rồi, quen được ở trên, gần ở trên ngồi nghe giảng rồi, bây giờ kêu thôi bây giờ cô đến đây lâu thôi cô đi ra phía sau cô ngồi đi, tự nhiên mới ra phía sau bà ngồi thời gian nhịn mặt bao nhiêu con khỉ khô hay queo luôn quý vị đó. Nên từ nơi đó mà cái sự quan tâm hỏi han là cái rất quan trọng nghe quý vị. Nó bởi vì những đức mà lo bao nhiêu việc mà nhìn từng sắc mặt con người thì quan sát cái gì cái là nhắc nhở liền, mình cũng làm tặng đáy lòng mình thôi quý vị. Quý vị nhớ cái câu nạn sanh thì phúc đến, có nghĩa là con người mà mình gặp những sự cố mình vượt qua phúc đến à, gặp trở ngại mà mình vượt qua thì mình tiến tu. Giống như mình gặp một tảng đá cao mình leo qua thì tới con đường bằng, mình không leo qua thì mình đi lùi lại. Nên tu hành càng có tâm muốn tu càng gặp nhiều thử thách, tại vì mình càng có tâm muốn tu thì mình mới gặp nhiều thử thách. Chứ nếu như mình không có tâm muốn tu thì mình cần gì đâu thử thách. Nó đã không có tâm tu chứ thử thách gì giờ. Có tâm muốn tu thì nó mới gặp thử thách, trở ngại thử thách. Rồi cái tâm muốn tu đó mình phải kiên định nó mới vượt qua. Như bản thân nhà Đức đi tu mười mấy năm nay cũng gặp nhiều sự cố trở ngại lắm chứ. Có những lúc mà nhiều người thấy rất rõ ràng luôn, bức luôn chứ đừng nói chuyện giỡn chứ. Nó là lớn thiền thì lớn gió, thấy không? Lớn thiền lớn sóng chứ.
Cây cao thì gió lớn, nghe không? Nên từ nơi đó càng tu lâu thì càng thử thách nhiều. Mà cái thử thách nó giúp cho mình trưởng thành. Thử thách nó giúp mình trưởng thành. Nên đời đạo gì nó cũng gặp thử thách chứ. Mà ngoài đời mình thử thách có khi mình than van, mình khổ tâm mà cuối cùng mình không có tích lũy được cái gì. Nhưng trong đạo thử thách nó giúp cho mình kiên định tâm tu. Nên có người tu đạo mà càng thử thách mà về sau họ vượt qua hết thì cái tâm an định của họ và họ an lạc dữ lắm. Tại họ hiểu hết trơn về định lực nhân quả rồi. Họ không có bị cái gì buộc ràng họ nên họ đâu có khổ nữa đâu. Nên ở trong đạo tu mà thật sự có tâm muốn tu nó thích thú dữ lắm. Tại vì nó trở ngại khảo đạo mình giết thành thích thú giống vậy chứ nha. Thật sự mà nói á, giết rồi trong cái sự khảo đạo là cái niềm vui, cái sự thích thú của mình. Tại vì khảo đạo mình mới biết công phu mình tu làm sao. Chứ không có khảo đạo sao mình biết mình tu làm sao. Đó, nên á, tự nhiên mình tu lâu ngày giống như mình thành bậc trượng phu á, người mạnh mẽ. Không có sợ sự khảo đạo. Khảo đạo đó là cái sự tiến tu. Nên càng khảo đạo thì càng tiến tu. Cả đời Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày tu hành, ngày gặp bao nhiêu sự trở ngại khảo đạo luôn. Mà ngài nói mỗi lần một sự khảo đạo trở ngại muốn thối tâm luôn, mà nó vượt lên cái là nó tiến tu. Có khi muốn thối tâm quý vị thành tiêu cực muốn thối tâm á, nhưng mà nó chỉ cần gặp thiện giới thức động viên vượt lên một cái là tiến tu. Nên nó nói ăn cơm có canh mà tu hành có kho quẹt. Nó từ nơi đó mà nên mỗi một người mình đó quý vị tu hành gặp những sự khảo đạo thử thách á, mình phải vượt lên chính mình, phải phấn đấu vượt lên chính mình. Nhớ nghe, tu hành có được mà gặp sự cố mà thụt lùi là thất bại rồi. Những đứa hỏi quý vị nè, trong tất cả cái khổ trong cuộc đời này không có cái khổ nào bằng khổ đẻ chứ. Có ai mà đẻ mà gặn không ra mà không gặn không? Những đức nói cái người đẻ đa phần là tiến chứ không có lùi. Lùi sao mà được? Bây giờ trong lòng quý vị nghĩ đứa con nằm trong bụng quý vị gặn không nổi, quay dùng hết sức mà gặn. Nên cái người mà gặn đẻ là dùng hết tâm lực mà gặn. Có những khi họ kiệt quệ luôn, họ gặn để họ chết họ cũng phải gặn nữa. Nếu cái người niệm Phật mà là cái tâm này thì 1000 người niệm Phật là 1000 người giáng sanh. Chắc chắn quý vị luôn. Không những đức mà giả thiết có những cái nó rất là hay, quý vị để ý đi, nó cực kỳ xác thực luôn. Đó, quý vị đi hỏi tất cả những người đẻ đi, có ai mà thụt lùi không? Không có đâu. Giờ này giờ mấy cô mà từng có chồng đẻ, mấy cô thấy mấy cô gặn kinh khủng không? Bây giờ con soi con dạ gì đi chăng nữa thì nó cũng mới gặn. Mới đẻ lần đầu hay đẻ 2-3 lần gì nó cũng gặn. Gặn chết mô luôn, dùng hết toàn tâm toàn ý toàn sức mà gặn, thấy chưa? Nó gặn muốn lộn gan lộn ruột luôn cũng gặn. Gặn có khi mà con ra rồi cứt ra luôn cũng gặn. Chứ sao bây giờ kinh khủng lắm quý vị ơi. Nó phải không, đau đẻ là dữ nhất mà phải không? Nó nên từ nơi đó mà mình á, cái tâm tu mình cũng như đau đẻ vậy đó. Như vậy thì ai cũng tiến tu, không ai thụt lùi đâu. Nó ví dụ cái này là từ xưa giờ không ai ví dụ được gì kiểu này đâu quý vị. Nó tiến tu cũng như là đau đẻ vậy đó. Thì tất khắc quý vị tu tiến tu. Tại vì bây giờ mình mỗi ngày nó thoải mái quá nên nó tu không được thì nghỉ tu. Đúng là mình không có tư tưởng. Cuộc đời con người chúng ta tính từ đời ông nội ông ngoại chúng ta dài xuống. Họ đã từng đời đi qua, họ te tu tả tơ. Chúng ta tới đời của mình mà được gặp Phật Pháp là điều rất là mừng, rất là quý. Trong cái dòng tộc, dòng họ chúng ta chỉ có một mình tu. Mà bản thân mình bây giờ mà không gán lo tu thì bản thân mình tiêu à. Nguyên cái dòng họ tiêu. Tiêu còn hơn là tiêu có quẹt nữa. Hiểu chưa? Nên mình phải gán, cố gắng. Thì mình gặp ông thầy cũng vui, gần gũi. Những đức á, sống á, mà những đức thích á, quý vị gặp những đức cứ vui vẻ rồi cởi mở vui vẻ thì thích thích lắm. Chứ đừng có gặp những đức mà chánh là những đức chánh luôn á. Tại vì một là những đức có thời gian. Nên mấy đứa nhà bếp á,
chạy theo à. Chứ nó chạy theo mình thì mình chơi nó chứ làm sao. Còn mấy đứa nó không chạy theo, không thời gian đâu mình chạy đi kiếm nó chơi. Mà mình là học trò, mình chạy theo ông thầy, mình chạy theo mình vui là đúng rồi. Chứ kêu ông thầy chạy theo mình sao được. Thêm cái gì thì không có thời gian, hiểu không? Nó nên mình phải tập vậy đó. Đó, ai mà gặp những đức mà vui vẻ hỏi han, gần gũi là những đức gần gũi thì nó nguyên lý của nhân quả. Thì mình gần ta, người ta gần mình thôi, mình cứ cách người ta làm sao người ta gần mình được. Khi người ta có muốn gần mình mà mình cách người ta. Thật sự mà nói, trong hai người trước nhất mình cứ đòi hỏi người ta cười với mình không à. Bậy quá, mình cười với người ta đi, người ta sẽ cười với mình. Đúng không quý vị? Phải không quý vị? Ừ. Nó, mình đừng bao giờ mình kêu mình chờ người ta cười với mình. Cười đãi với người ta đi là người ta cười với mình liền à. Đó, nên con người mình vậy là con người mình chủ động tu duyên tu phước. Còn nếu mình chờ người ta cười mà người ta không cười thì mình không cười. Bậy. Thấy chưa? Mình phải làm sao mình cười với người ta chứ. Ví dụ như mình gặp người đó ít nói chuyện, mình gặp mình kêu chào chị, không lẽ nó nói im gu. Bây giờ cái đứa chậm nói chuyện nhất, ít nói chuyện nhất, mình gặp nó kêu chào chị là chào. Nó cũng chào rồi đó, thấy chưa? Chậm nhất là cũng đã chào rồi đó. Còn mình gặp cái người mới nói chuyện rồi nghe mà mình không chào họ, họ không chào mình là hai bên đơn luôn. Nó có những việc trong cuộc đời này thật sự nó không có chuyện gì xảy ra chứ quý vị. Nhưng mà chỉ có mỗi người giữ mình chút mà cuối cùng xa nhau luôn. Chứ không có chuyện gì xảy ra chứ nghe. Hiểu không? Hiểu lầm. Nó đều là hiểu lầm. Hiểu lầm là cái là tự nhiên nó có chuyện gì xảy ra rồi. Tự nhiên nó nghĩ vậy rồi nó xa từ 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 luôn quý vị. Nó, mình đừng bao giờ sống mà vậy nghe. Có những người mà người ta hiểu lầm nhau mấy chục năm, đến khi người ta chết rồi người ta nói ra thì lúc đó người ta nói rằng hối hận quá trời hối hận. Nếu cho thời gian quay trở lại thì nhất định tôi sẽ nói ra những lời mà trái tim tôi muốn nói. Thấy chưa? Nên á, chúng ta là thường bị hiểu lầm. Hiểu lầm nói vị ơi. Nhớ nghe. Không có thiệt thòi đâu. Mấy cô thấy mình đi tu có thiệt thòi không? Không có thiệt thòi thì phải làm sao? Cố gắng. Không có thiệt thòi thì phải là cố gắng tu. Niệm Phật là niệm rồi phải cố gắng tu. Hiểu không? Gặp trở ngại gì cũng phải tu nghe không? Nà, mấy chú cũng vậy nữa. Bây giờ nhìn trước hỏi mấy chú đi tu có thiệt thòi không? Mấy ông này giống hù dọ ghê. Mấy chú đi tu có thiệt thòi không? Câu đầu mấy ổng làm nè. Mấy cô xanh sao nghe hồn cái xanh sao. Có tu có thiệt thòi không? Không, những đức nói vì nghe nghe ai mà sống trong chùa mà đi về buồn lắm. Có cô kia cổ về cộng tu mà ở đây rồi, cổ về mới về có 3 ngày mà cổ nghe những đức giảng của bình luận của nó về mới có 3 ngày thôi mà nhớ chùa đừng có nói. Nên những đức nói tại mình sống trong hoàn cảnh này đông nó quen vui quý vị. Nó nên từ nơi đó mà phải cố gắng, phải nhiệt liệt tu tập. Mấy cô này còn trẻ nhất đi chăng nữa, tâm huyết phải cực kỳ mạnh để tu tập. Mình đi tu có thiệt thòi không mấy cô? Thiệt thòi không? Các cụ vô chùa này ở, các cụ có bị thiệt thòi không các cụ? Nên trong đây ai muốn nhận sanh đưa tay lên coi. Quyết tâm nhãn sanh quý vị ư? Muốn nhãn sanh phải làm sao? Phải siêng niệm Phật quý vị ư? Mỗi ngày an lạc nghe. Đừng buồn giận hay để trong tâm nghe. Nhớ nghe. Ha ha. Ha ha.
Nhớ là mỗi ngày ha ha nghe là sống thọ nghe. Ha ha. Bây giờ nhận đức nghe, nhận đức bắt giọng quý vị thôi nghe. Rồi quý vị thử cười sao mà hết mình thử coi, bây giờ bắt giọng nè. Ha ha. Ha ha. He he. Quý vị thấy ai ngồi trong đây mà không cười cũng phải cười, đúng không? Ha ha. He he. Bây giờ nhà Đức cười ha ha mấy cô vậy. Bắt giọng nó lên tới 3 nhịp nha. Thử 3 nhịp nghe. Ha ha. Mới 2 nhịp mà phải 3 nhịp đều nghe. Ha ha. Cái này là 8 nhịp luôn rồi. Ví dụ như Nhân Đức nó bắt nhịp ha ha thì phải câu cái gì nè. Nhân Đức ví dụ như ha ha phải câu. Ha ha ha. Đấy không? Nghe này nghe. Ha ha. Ha ha. He he. Ông cái cách này đặc biệt kìa quý vị. Cái cách này hay đó nhận không? Ông dạy nó bắt nhịp kiểu đó nó vui đó. À, thí dụ như ha ha. He he. Nào Nhật Ngôn đây bắt nhịp thử coi. Lại đây ông Đức đây bắt nhịp thử coi. Bắt nhịp cho đại chúng cười thử coi. Này. Rồi bắt nhịp thử coi. Rồi 1 2 3 bắt nhịp nghe. Ha ha ha. He he he. Trời ơi, tay thiệt lớn vậy ơi. Ông mà buổi giảng vui thiệt quý vị. Ai, chúc vị an lạc và chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc vị ơi. A-di-đà-phật. A-di-đà-phật. Chúc vị luôn luôn an lạc vị ơi. À, chúng ta chắp tay hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.